Dạ thưa quý vị, thì tối hôm nay tôi vẫn tiếp tục quay lại câu chuyện của là thầy trò của là Thích Chăng Quang. Trong những ngày gần đây chắc là quý vị cũng đã biết rồi, những cái sự việc nó vô cùng nó nổi cộm. Một trong những vị giảng sư như ông Thích Chăng Quang đó mà bây giờ bị là gọi là cấm trong vòng 2 năm. Thì bản thân ông thì nói thật sự quý vị đó, mình phải nhìn nhận rõ một cái vấn đề thế này. Ông sai thì giáo hội mới kỷ luật, đúng không? Ông sai thì giáo hội mới kỷ luật. Còn nếu ông không sai thì giáo hội có muốn kỷ luật ông cũng không được. Đấy là một trong những cái phải vuông góc khẳng định cái điều đó. Hôm qua tôi lên tôi có chia sẻ liên quan đến là cái bản tường trình của một số người là cho rằng là nạn nhân của là một ông sư thầy. Thì có một số vị bảo rằng là tôi đang binh vực là cái ông sư thầy này. Nhưng cái gì cũng vậy quý vị, cái gì nó cũng có cái luật của nó hết. Có cái những cái mà nó thật sự đó, cái họa là nó đến từ miệng. Quý vị biết vì sao mà tôi lên tôi nói mà có những cái mà nó thật sự quý vị, tôi đang lên chia sẻ một cái câu chuyện chứ không phải là mình binh ai hay bỏ ai. Mình phải nhìn nhận trên một cái vấn đề nó thực tế. Nếu như mà cái những cái người mà gọi là nạn nhân đó họ đứng lên họ tố cáo thì nó khác, đâu mà còn những cái người nạn nhân này mà họ viết vào trong một cái văn bản rồi họ ký vô đó, quý vị có xác định chữ ký của họ là chữ ký thật hay không? Cái đó là tôi cần chia sẻ, đúng không? Mình chia sẻ đây là một trong những cái thông tin mà đã được lan truyền trên mạng chứ không phải là từ cơ quan chức năng người ta ban hành. Cho nên khi mình nói cái gì, mình phát ngôn cái chi, thì cùng mình phải biết rằng đó, họa là từ miệng mà ra. Cho nên quý vị nào đó, cứ cho rằng tôi binh vực ông thầy này cũng được, mà cho rằng tôi không binh vực ông thầy này cũng chẳng có vấn đề gì cả. Vì tôi nói một cái câu chuyện là nói trong những cái gì mà nó có trong cái văn bản nó thể hiện. Từ những cái điều đó đó, hôm nay cũng có một số vị là điện qua cũng là phàn nàn tại sao lại binh vực ông thầy, tôi cứ mô Phật thôi, cho biết nói sao quý vị. Tôi là một trong những người lên để mà cũng chia sẻ cái quan điểm của tôi liên quan những cái mà sai phạm của ông Thích Chăng Quang. Thì cái quan niệm tôi đó rõ ràng lắm, cái nào nó sai thì mình nó sai, còn cái nào mình không có khẳng định được, mình không có biết được là chủ nhân của nó thì mình cũng không thể mà kết luận một cái gọi là bừa bãi. Đó là một trong những cái mà từ trước giờ tôi làm đại đa số rằng đó là tôi dùng những cái lời của người ta, những lời như ông Trâm Quang ông phát ngôn ra thì mình phản biện nó sẽ là cái như là một trong những cái khía cạnh nó sẽ cái như là theo một cái chiều hướng nó khác. Mà những cái mà nó thật sự quý vị đó không phải ông phát ngôn thì mình phản biện theo một cái hướng khác. Mỗi việc nó có một cái hướng làm việc chứ không phải cái nào, xin thưa quý vị, cái nào lên cũng là ùa ùa cạc cạc như mà tát nước đổ vào mặt người ta đó. Coi chừng, cái đây là một trong những cái coi chừng rất nguy hiểm. 331, 155, 156 xin thưa quý vị đó, đang trên đầu đó. Cho nên á, quý vị nào mà cái như là cho rằng tôi bảo vệ ông thầy thì cũng được, mà cho rằng tôi nên tôi phản biện một cái sự việc cũng được. Nhưng mà nói thật sự là cái gì mình cũng phải nhìn nhận cho nó rõ. Bây giờ mình quay lại cái câu chuyện chính. Thì sau khi ông Thích Chăng Quang bị giáo hội Phật giáo là coi như là gọi là cấm 2 năm không được thuyết giảng với bất kỳ hình thức, thì cái cô học trò đó, cô lên cô cũng là than khóc, mà cô không than khóc với mẹ của cô mà cô than khóc với là ông Phật. Cô muốn rằng cô đủ cái sự mà yêu thương, đủ sự rộng lượng để mà cô cứu giúp giúp được chúng sanh. Tôi nói thật sự ông thầy của cô mà đến bây giờ đó mà ông vẫn còn có những cái mà sai phạm, bây giờ ông cứu có được hay không mà cô bản thân cô đòi đi cứu chúng sanh. Mình cứu ai thì nó thật sự lo mà cứu bản thân mình trước, cứu người nhà mình trước. Mẹ thì ở nhà cứ trông con chờ cái con về để mà đoàn tụ gia đình. Mình thì gặp mẹ giống như là gặp một người hành tinh lạ, không có bất kỳ một cái gì mà gọi là cái tình thương mến thương của một gia đình, mà lên không gian mạng sống sống ảo, lên không gian mạng thích thể hiện.
lên không gian mạng thích làm màu, có được gì không quý vị? Mà nó thật sự quý vị đó, cộng đồng mạng ai cũng biết quá rõ cái bản chất của những con người này, chứ không phải là người ta không biết. Nhưng mà nó thật sự nó bực một cái là cứ lên làm màu trên cái nền tảng TikTok. Thì ngày hôm nay, ngày hôm qua, có nghĩa là từ khi mà ông sư phụ ông nhận cái quyết định đó, thì cô này mớ những bài nhạc mà của ông sư phụ là tạ ơn nhớ ơn rồi từ lưa hạt me hết. Cũng thể hiện một cái sự là mến thầy, thể hiện một cái sự là trung thành với ông thầy. Dù ông thầy bây giờ đó ông đã gọi là cái như là không còn phát ngôn như ngày xưa, nhưng mà cái như là cô học trò này đó vẫn còn thể hiện một cái sự là cái như là thần tượng, sẽ trung thành, đời đời kiếp kiếp con sẽ nguyện làm đệ tử của thầy. Khủng khiếp không? Ghê không quý vị? Thấy ghê đúng không? Đó. Cái đó mà đang nói. Cái Việt Nam chúng ta là có truyền thống là cái như là trọng sư, kính trọng ông thầy. Nhưng mà ông thầy đã như thế nào? Ông thầy đã như thế nào? Ông thầy đã có thể là ông dạy ta cái điều hay lẽ phải. Mình tôn trọng một ông thầy thì ông thầy ông làm những cái điều nó tử tế thì mình tôn trọng, đúng không? Còn ông thầy ông sai thì mình cũng nên là cái như là đóng góp cho ông thầy một tiếng nói, chứ không thể mà mình tôn trọng quá rồi sinh ra cái sự mà cái như là mình a du cổ xí. Tôi thấy trong trường hợp này đó là có rất nhiều người a du cổ xí cho cái hành vi của ông thầy. Bằng cách gì quý vị? Ông thầy đứng ở trên đó, ông kể về cõi trời, ông kể về dưới đất, ông nói về tương lai quá khứ là ở dưới cái vỗ tay thôi, dưới vỗ tay mà cảm thấy phấn khởi. Đấy là một trong những cái là cổ xí ông thầy, thần tượng ông quá là cổ xí bậy. Rồi ông thầy ông nghĩ rằng chắc là ông nói đúng. Đấy. Ông còn nói là cái lúc ông thiền định ông còn nhìn thấy Phật kia mà. Đúng không? Dưới đó là thật sự quý vị mắt tròn mắt dạt là cả như là hướng về ông thầy. Đã có người mà nhìn ông thầy mà nước miếng mà rơi luôn quý vị. Nhìn mê quá. Ông thầy ông bảo là ông thiền định, ông đi vào thiền định, ông nhìn thấy được ông Phật luôn. Ông Phật cao phải 2 mét. Rồi cặp mắt ông Phật, cái mí mắt ông Phật nó có một cái mái che. Nhìn nó đẹp lắm, nhìn cái mắt ông Phật là nó đẹp mà ở xã hội này không thấy ai. Thì đúng rồi, ông Phật là 32 tướng tốt mà. Ở xã hội này, cuộc đời này đâu có ai như ông. Mà nói thật sự quý vị đó, anh lên dãy mà anh nói mà cái Phật tử ở dưới đó, cái đám đệ tử ở dưới mà cái vỗ tay răng luôn. Cũng chính từ đó đó quý vị. Cũng chính từ đó. Mà để mà đẩy ông thầy mình gọi là ông xuống thêm một bậc chứ không phải là lên thêm một bậc. Một trong những đệ tử trung thành đó là phải có những cái tiếng nói gọi là nó trung thực. Không a vua không nịnh bợ. Thấy ông thầy nói đúng cũng gật đầu, ông thầy nói sai cũng gật đầu. Cái câu đâu có vậy, do nó liên quan đến câu thế này nè. Đậm tới Phật thì còn cứu, mà đậm tăng là hết cứu rồi. Cũng chính từ câu đó mà xin thưa quý vị, không dám ai mà dám đóng góp ý kiến với một ông thầy hết trơn. Mình đóng góp ý kiến một cách chân thành, không hỗn láo, không mất dạy. Thì được. Mấy chị không dám đóng góp ý kiến. Thỉnh thoảng giả sử như mình cho lúc ông giảng là mình đứng lên mình giơ tay và cho con ý kiến một chút chứ. Như cái câu chuyện mà 200 bao xi măng mà để mà 20 kiếp sau đã có nhà lầu 2 tầng. Thì mình hỏi cái ý kiến chứ, thầy các cam đoan là cái này là sự thật không? Rồi xây cho chùa gọi là bao xô luôn, là cái chùa là xây từ A tới Z, là kiếp sau xin chia buồn, là một đại gia bất động sản cực kỳ thành công. Thì mình ý kiến liền cho thầy cho con hỏi là có cam kết không? Thầy viết bản cam kết đi. Ông dám không? Có nghĩa là những cái nó mơ hồ như vậy. Những cái mà xin thưa quý vị, ở kiếp này ông không chỉ ra, mà ông chỉ toàn kiếp sau không? Ông chỉ còn trên trời dưới đất không? Dưới đất thì mình có thể mình nhìn thấy, còn ông chỉ sâu dưới đất nữa. Ông chỉ dưới là cái là dưới âm phủ đó. Đó quý vị, vậy mà nhiều cái đám đệ tử là nó ngồi mà thật sự mắt tròn mắt dẹt nó nhìn. Nó nhìn mà nó thật sự nó nhìn ông thầy mà cái như là nó thần tượng dở sợ.
Tại sao một cái câu chuyện liên quan đến là nhân quả, anh giải những cái bài liên quan nhân quả à, mà anh không nói những cái mà nó thực tế hơn, mà anh đi nói mà thật sự quá vậy, từ mấy chục kiếp sau ông nội nào mà truy ra, ai đâu mà biết, đúng không? Mình chỉ biết kiếp này mình sống sao mà thật sự nó ok là được rồi. Đằng này mà anh quốc tới làm mấy chục kiếp sau, cô nó thật sự quá vậy đó à, không có ai mà rảnh mà nó thật sự đã theo dõi mình mấy chục kiếp sau như thế nào, đúng không? Ông thì ông có thời gian rảnh, ông ngồi thiền, ông ngồi thiền rồi ông có thể là ông nhìn thấy ông Phật. Còn mình nó thật sự quá vậy, có thời gian đâu mà ngồi thiền, lo đi làm kinh tế chết bà nậu luôn đó. Mình chưa đủ phước mà để ngồi thiền, mình chưa đủ thời gian để ngồi thiền, mình còn lo những cái cuộc sống nó đời thường, còn lo cuộc sống cơm áo gạo tiền đó, cuộc sống của cha vợ cha con, của cha của mẹ đó. Thì mình đâu có ngồi thiền được chứ không. Nhiều lúc mà ngồi thiền mà thật sự quá vậy đó à, ngồi thiền mà nhớ đến là chết cha rồi con ngày mai cái như là nó đi học mà không có tiền ăn sáng, người ta nó nghĩ quá vậy là dở bị tẩu quả nhập ma lắm. Cho nên tôi thấy rằng có nhiều cái vị đó à, cũng là đi ngồi thiền theo phong trào, đi ngồi thiền theo phong trào đó. Không biết có định được không mà cứ làm nó thật sự đó, tổ chức ngồi thiền là cỡ như là nguyên cả một lần, tức là cả ngàn người như thế. Lúc sáng có cái vị Phật tử cũng là từng ở đó cũng chia sẻ với tôi à, nó trời ơi, anh nó thật sự nói vậy chứ free chứ à, không có cái chi vô đấy ngồi được không à, không được cái này không làm cái này cũng làm cái khác, làm cái chuyện mà câu chuyện free à, mà tôi nói nhiều người đã vô lý. Nhiều người vô lý. Mấy ông thầy thì ông rảnh, ông ngồi thiền thì để ông tu cho bản thân ông. Còn mình giả sử mình đi tu luôn thì mình có thời gian mình để mình ngồi thiền. Còn bây giờ đó, mình ngồi thiền rồi ở nhà rồi con cái ai lo? Rồi mình ngồi thiền rồi kinh tế mình ai lo? Ông thầy thì còn có Phật tử người ta lo, đúng không? Còn các Phật tử thấy cái ông thầy thiếu cái gì là người ta mua vô để mà cung phụng cho ông thầy. Thì ông có thời gian ông rảnh ngồi thiền. Ông có thể là ông nhìn trên trời. Ông nhìn tới là mấy chục kiếp sau. À, ông có thể ông nhìn giữa âm phủ. Còn mình bây giờ thưa, xin thưa quý vị, mình đang ngồi thiền mà cái đầu của mình cái nhìn trong cái lu gạo của mình đó. Gạo còn không? Con đi học có tiền ăn sáng không? Đó. Hôm nay con đi học có ai đón về không? Đó, ngồi thiền nấu không? Cho nên cũng tùy. Đừng có nói thật sự a vua kiểu đó. Tôi thấy là nhiều người bây giờ đó là cũng lên là cái là cũng là để mà bảo vệ cho một ông thầy đó, rồi đưa ra những cái dẫn chứng mà ông thầy ông làm lợi cho chúng sanh à, trong đó người ta có dẫn chứng là ít ra cũng tổ chức những khóa ngồi thiền miễn phí đấy. Thì tôi nói đó, ngồi thiền đó xin thưa quý vị, nó tránh được cái gì? Thằng ngồi thật sự phải có thời gian để tịnh tâm. Còn ngồi đó mà nó thật sự cái lu gạo nhà nó hết rồi, quý vị có ngồi được không? Tâm có tịnh không? Không tịnh được. Cô đệ tử thì lên khắp rầm luôn, lên mà thật sự quý vị à, cũng là khắp lên khắp xuống, cũng là cái như là cũng khắp với ông Phật à, lúc mà sung sướng thì nó thật sự đó à, không biết có khắp với ai hay không. Mà lúc mà nó buồn nó khổ thì nó thật sự cứ rỉ ông Phật ra mà bắt ông Phật phải gánh. Tội ông Phật chứ. Ông Phật ông đâu có gọi là ban phước để gánh tội cho ai đâu. Đó. Ông Phật đỡ là cái giáo lý mà không đọc à, không chịu học đó, lại đi nghe ai đó rồi làm bậy làm sai, làm những chuyện nó không đúng. Rồi lúc mà đụng chuyện đó, rồi cứ theo ông Phật mà đền, đúng không? Cái gì cũng gọi ông Phật thì đã chẳng khác nào đi đền với ông Phật quá vậy. Chơi kiểu đây ai chơi à, lúc mình sung mình sướng rồi có bao giờ nói thật sự à, mình có nói tới ông Phật không à, mà lúc mà cái như là đụng chuyện một cái cứ réo ông Phật lên, ban cho con cái này, ban cho con niềm tin, ban cho con sức mạnh, rồi ban cho con trời ơi, ban cho đủ tất các cái kiểu mà ông Phật nào ông ban cho. Mình muốn có sức mạnh thì mình phải tập thể dục thể thao, đúng không? Bồi bổ sức khỏe vô đó. Cả về sức mạnh thể xác lẫn về tinh thần đó. Phải chịu khó đọc những quyển sách mà nó thật sự đó, cho nó gọi là nó mở mang trí não
Chắc còn nó thật sự bây giờ quý vị thấy rằng có nhiều cái thông tin mà bảo rằng đã đi vào chỗ ông thầy này đó thì không được nghe bất kỳ bài pháp của ông thầy khác, nghe là biết phát hiện là bị phạt ngay, bị kiểm điểm ngay. Quý vị thấy căng không? Đệ tử chỉ cần nghe bài pháp của thầy là không được nghe những bài pháp của là những cái vị khác. Mà chính lời thờ anh cảm thấy chưa đủ, anh rạng ra thêm một lời thờ thứ 10. Đã. Cho nên cô học trò là cô lên cô bảo vệ, cô than cô khóc. Còn cái cô mà cô đồng cô lên cô kêu gọi. Cô kêu gọi hỏi là Phật tử của Ngài hãy đứng lên bảo vệ Ngài. Tôi nói ông có làm gì đâu mà bảo vệ nổi không? Sai thì chịu thôi. Đã gọi là nó thật sự tu là buông bỏ mà bây giờ đó ông thầy của mình ổng sai thì hỏi thẳng ông thầy mình bây giờ ổng buông bỏ được chưa đó. Nếu ông chưa buông bỏ thì khuyên ông một câu đó. Còn ông buông bỏ được thâu, bây giờ ổng sai thì ổng nhận cái sai. Mắc gì mà lên như mà nó thật sự quý vị, nó lôi kéo nó kêu gọi là phải là mỗi người một tiếng nói, mỗi người làm một clip để đăng tải lên để lan tỏa, dù một người nghe cũng phải làm. Chứ vậy quý vị, cái đây chẳng khác nào nó kêu gọi là nó đang kêu gọi một cái hình thức khác. Đây là cái dấu hiệu cái cô đồng là cuồng tín rất nặng nề. Mình sùng đạo thì sùng đạo cũng có mất thâu. Đạo là nó thật sự đó. Mình có hiểu gì về đạo mới là tham gia vô đạo. Còn tham gia vô đạo theo một cách mà mù quáng, tham gia vô đạo để trở thành một con cờ để cho người ta điều hành thì thôi, khuyên một câu, khi nào hiểu được từ đạo rồi mới tham gia vô đạo. Còn chưa hiểu được cái từ đạo mà cứ tham gia vô đạo đó, rồi khi mà thấy ông thầy của mình ông bị kỷ luật thế này thế nọ kia, rồi đứng lên mà chấm phao câu lên trời mà réo gọi. Gọi được cái chi? Gọi được cái gì quý vị? Đúng không? Là chẳng có cái gì hết. Mà để chứng minh cho quý vị thấy rằng đó, là ông Trân Quang ông sai, sai rất nhiều. Những cái clip ông giảng hiện bây giờ quý vị, trên cái kênh của ông xem như tháo gỡ xuống là toàn bộ. Cái kênh của ông bây giờ là tháo gỡ xuống hết những cái clip mà liên quan đến những bài giảng mà nó sặc mùi gì đó phân tích. Bây giờ cái clip nào nó cũng có một chút trong đấy quý vị, thì bây giờ nó thật sự thâu có tháo mà dục hết thâu chứ làm cái chi? Có xóa hết thôi cho bây giờ cách sao mà cách. Ông giảng thời điểm đến bây giờ là hơn 2.000 cái clip. Mà quý vị biết cái clip nào mà ông nói, biết cái clip nào là chuẩn, đúng không? Đấy, cho nên lúc vừa tôi vô tôi xem là những cái clip mà cách đây còn 2 năm thôi. Còn những clip thời gian gần đây là xóa sạch. Xóa sạch. Đấy là một trong những cái minh chứng. Đấy là một trong những cái mà để cho những người mà họ vô họ bảo vệ ông một cách bất chấp, họ phải có cái thời gian xem lại. Mình có bị vấn đề gì đó, ông thầy không thể cứu mình được. Ông thầy chẳng qua là ông chỉ cho mình con đường tu tập. Mình tu đúng thì mình cái như nó thật sự cái tâm của mình nó thanh thản. Mình tu đúng là ở cuộc đời này nó là một cái thiên đàng. Còn mình mà tu trật á thì địa ngục cũng đây mà thiên đàng cũng đây. Kiếp này sống cho nó tốt đây, kiếp này sống mình phải phân biệt đúng sai, phải có những cái chánh kiến rõ ràng. Trời ơi, vô ông thầy ông dạy cho cái bát chánh đạo mà bây giờ không có chánh kiến thâu thua rồi sao mà học được. Mà vô bảo rằng trời ơi, tôi là đệ tử ông này, tôi là đệ tử ông kia, nói câu đệ tử mà vô duyên, nói câu đệ tử mà xin thưa quý vị, tôi cảm thấy là tôi che mặt không kịp luôn. Đệ tử ít ra mình cũng là nói thật sự một người học Phật thì mình cũng phải biết là cái như là cái đúng cái sai. Vô là bất chấp, trời ơi, vô mà xin thưa quý vị đó là chỉ biết bảo vệ ông thầy thôi. Còn ngồi ra mọi vấn đề khác thì thôi. Bây giờ là hình như là cũng có rất nhiều vị cũng lên bảo vệ ông thầy của mình. Rồi bảo là muốn biết rõ hơn vô kênh của thầy mà xem. Ông nội ngày nay tôi vô tôi xem liếp xóa trơn rồi, có đâu xem má cha chơi số 7 không, làm tốt thời gian liếp xóa trơn quá vậy. Đấy, đấy là cái minh chứng ông thầy của quý vị mà nếu đúng á thì không bao giờ mà nhận cái kỷ luật của giáo hội.
những bài giảng ông thầy quý vị đúng đó, những bài giảng ông thầy của quý vị là một chân lý đó, thì không bao giờ mà xóa khỏi nền tảng YouTube, được không? Nói thật sự quý vị mà làm một cái clip rồi cái quay một cái clip rồi đăng lên đó mà xóa nó cũng rắc rạc, đấy là cái đứa con tinh thần, đấy là đứa con tinh thần của mình, đấy là đứa con trí tuệ của mình, mà xóa là xin thưa quý vị nó rắc rạc à. Đó, cực sự chẳng đã lắm mới xóa chứ thật sự đâu ai muốn xóa clip đâu quý vị.